Kỳ quá các bác ơi. Xin chào các bác nhá. Em hiện tại đang ở trên nhà anh Thảo. Ủa, khủng khiếp luôn. Rồi. Mưa đá này. Kinh khủng luôn. Đây à. Kinh à. Cẩn thận nó rơi vào đầu ấy. Nhìn nào. Nhà đá là nhà đá đem gì đấy? Để uống nước à? Để các bác nó rơi xuống đất cho nó lăn vào này. Không nghèo luôn. Kinh khủng. Vào trong đi. Đây cái bác đá này. Một chút nữa rồi nó sẽ tan ra thành nước này. Mưa còn đá còn rơi cả vào trong nhà này anh này. Các bác lại nhìn này đá này. Anh nhá. Rơi cả trong nhà luôn. Rơi, kéo đẩy quần áo vào không ướt hết quần áo à. Nước chảy vào lênh láng trong nhà luôn. Này. Đây cũng ướt luôn. Ôi trời. Nhà ông này cứ mưa là ngập hết nhà này. Cứ mưa là ngập à? Ủa mưa to quá. Chắc là tạnh ở đấy nhỉ. Đây, điện thoại của ông đây. Rồi, xin chào các bác nhé. Hôm nay đi làm dao. Ôi các bác này. Đá này kinh khủng không? Ở vùng này là vẫn còn hôm nay mới xuất hiện đấy các bác. Còn hôm qua thì ở những cái vùng cao hơn, ví dụ như là Lào San của Phong Thổ, Lai Châu thì mưa như kiểu là ở châu Âu luôn, tuyết đấy. Rồi, xin chào các bác nhé, chia sẻ các bác một số hình ảnh vậy thôi. Không biết là tí về kiểu gì đây. Đi đâu anh, đi đâu ấy? Đi đâu? Đi mọi ấy nước để cho thông á? Ông đi khoai nước để cho nước ở trong nhà nó thông ra. Đây. Đấy, cái hôm nay nó còn mưa nhỏ đấy. Những cái hôm mà trận mưa to thì chắc bọn này không ngủ được chứ. Hả? Dơ, bê. Mưa to có ngủ được không? Rồi, xin chào các bác.